Trước tiên là trà nhám này, cho bán lề cho nó nhám bên trong bên ngoài luôn để cho nó dễ ăn chì. Nhét miếng chì cho mở hàng, cho mở hàng nha, để dễ ăn chì. Rồi gắn vô định vị cho nó ngay ngắn. Anh em không có ruột hư thì làm sao cho nó định vị cho nó ngay ngắn được. Bắt đầu hàng. Thò mình ra rồi nó chút xíu nó nóng rồi chảy chì ra. Để dùng thò máy hoặc là thò nhỏ cũng được. Có thể để nguội chút xíu hoặc là nhúng nước cũng được. Cho nó nguội. Em nhúng nước đi. Bản lề trên thì cũng hàng vậy thôi, quan trọng là định vị cho nó ngay ngắn lại để nó mình gắn vô thì cái vỏ nó sát nó khớp. Có thể sau khi hàng chì này xong có thể mình chích vòng vòng keo dán sắt thì cho nó cứng cáp hơn nữa. Ok, dễ, không có gì khó hết.